Dịch chuột ở bang New South Wales của Australia đã buộc trại giam Wellington ở địa phương này phải sơ tán ít nhất 420 tù nhân và 200 nhân viên. Đàn chuột đã phá cơ sở hạ tầng, làm hỏng hệ thống dây điện và các tấm trần của nhà tù. Cán bộ ban quản lý trại giam cho biết, sức khỏe, sự an toàn của nhân viên và tù nhân là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải hành động khẩn trương để khắc phục hậu quả. Trong quá trình chống chọi với chuột, nhà chức trách cũng sẽ tìm giải pháp để bảo vệ cơ sở này nhằm tránh dịch tương tự trong tương lai. Một nhà nghiên cứu của cho biết, lũ chuột đột nhập vào nhà tù do vị trí của nó nằm ở một vùng nông thôn, xung quanh có rất nhiều cánh đồng với hoa màu. Những con chuột xâm nhập vào nhà tù để tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn khi thời tiết bên ngoài trở nên lạnh hơn. Theo các nhà nghiên cứu, năm nay những con chuột đang trải thảm các con đường ở các thị trấn nông thôn như Wellington và ông chưa bao giờ chứng kiến bất cứ thứ gì giống như vậy. Nhiều vùng của Australia đã bị chuột hoành hành kể từ tháng 8 năm ngoái. Kể từ đó, loài gặm nhấm đã tàn phá các cánh đồng và phá hoại nhà cửa, gây thiệt hại hàng triệu đô la cho mùa màng và máy móc.